Điều Quốc Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2016. Một cái ngày mà toàn là số 6 thế này. Rất tuyệt vời. Và chúng tôi trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ cuốn thư và câu đối Hồng Trĩ. Thực ra là bộ này là cũng chuẩn bị lên đường. Đây là bộ này khách đã mua rồi, nhưng mà chúng tôi giới thiệu lại mẫu để sau này có điều kiện để phục vụ quý vị. Hiện nay ba chữ ở trên phông thì là ba chữ Đức Lưu Quang, nghĩa là công đức của tổ tiên lưu truyền sáng mãi về sau. Tuy nhiên là chúng tôi nhận đơn đặt hàng với khách là khách hàng đặt theo chữ gì thì chúng tôi làm chữ đấy, vì xưởng nhà trực tiếp sản xuất ra. Và cuốn thư thì hai bên, một bên là kiếm, một bên là bút, tượng trưng cho văn võ song toàn. Ở giữa là cái nền gấm chữ vạn, có ý nghĩa là vạn sự như ý. Và bên cạnh là những cái gấm với cái hình đồng tiền, ý nói là mong cho gia chủ phát tài. Và còn lại các cái hoa văn thì quý vị nhìn thấy đây là hoa hồng của chim trĩ, tượng trưng cho vinh hoa phú quý, là và trông rất là dịu dàng. Bởi vì chúng tôi là ở đây thì có thường thường là làm ba mẫu, là mẫu Long Hóa, mẫu Phương Hoàng và mẫu Hồng Trĩ. Mỗi người một ý, thực ra là không phải ai cũng nghĩ như ai. Hôm trước thì tôi cũng đề xuất ra ba mẫu, nhưng mà khách hàng lại rất là ưa chuộng mẫu này, vì mẫu này trông chim hoa dịu dàng. Vì cái mẫu rồng thì trông hoành tráng hơn, mà mẫu phượng, một con phượng to lớn bên trên, nhiều người tưởng nhầm là con đại bàng. Tất nhiên là không ai để con đại bàng ở trên ở cái nơi thờ cúng cả, bao giờ cũng để những linh vật hoặc là để những cảnh chim hoa tươi vui. Cho nên đây là cái bức cuốn thư mà chúng tôi đang quay tại cái xưởng hoàn thiện chúng tôi. Và bây giờ là tôi giới thiệu tiếp đến phần câu đối. Phần câu đối đây cũng là Hồng Trĩ. Đây, bên dưới này Hồng Trĩ đây, nhưng mà bên trên đỉnh để cho nó sinh động thì vẫn là có Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng là tượng trưng cho cái việc tâm hồn. Và người ta có một cái quan niệm là đâu có Phượng Hoàng để sinh ra thiên tài. Và cái câu đối thì đôi câu đối này, một bên là tổ tông công đức Thiên Niên Thịnh, và bên này đây tôi đang liệt từ trên nên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ở trên là Phượng Hoàng và dưới là Kỳ Lân. Đây là một bên. Bây giờ đây tôi lia sang bên kia đây. Và cái này là đang đặt nằm, mà đặt ở trong xưởng sản xuất, cho nên là ánh sáng nó vừa nãy cái chỗ cuốn thư thì đủ, nhưng vào đến cửa câu đối này là ánh sáng nó không được đầy đủ lắm. Và trong cái mẻ hàng mà sắp giao cho khách thì là có một cái cặp sập thờ mà chân bàn lớn là chân 20, còn đây là chiếc bàn nhỏ. Chiếc bàn nhỏ thì kích thước là 1m07 x 18 x 61 và cao 61 cm. Ngoài ra thì trong xưởng chúng tôi cũng đang hoàn thiện bức tranh Bách Điểu cho anh Tuấn ở Yên Viên. Cái bức tranh Bách Điểu đang làm sơn lót ở cái vị trí kia. Và hôm trước thì chúng tôi cũng đã đưa lên hình clip trong lúc đang hoàn thiện rồi, đang xử lý màu rồi. Thế còn đây, bên này là những cái bộ bàn ghế rồi bàn thờ đang làm dở dang cho khách. Và trong này là ghế ăn và các cái bộ ghế cỡ lớn, nói chung hàng họ. Rồi thì có cả cái tủ áo gỗ gõ đỏ dành cho khách hàng ở ngõ 52 Bồ Đề, Gia Lâm. Và chị đã mua một chiếc giường gõ đỏ có bày sẵn để ở cửa hàng rồi, và kèm theo chiếc tủ áo này trông bụi bặm này rồi, nhưng khi lên hàng rất là đẹp. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Trước khi dừng cái clip này, chúng tôi xin lia lại cái hình ảnh ở trên cái cuốn thư để quý vị chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Tạm biệt quý vị. Thank you.
và chút binh thêm là đây hoàn toàn là những cái đường nét được vân tay cho nó rất là sắc sảo và kênh bong. Và cái nước hoàn thiện là đánh trần nguyên màu gỗ, màu cánh gian non và chữ thì đen, cho nên là trông nổi bật lên, và chữ này chữ nổi lên hẳn so với nền.